thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên sinh viên, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021. Đối tượng được tập trung hỗ trợ là sinh viên đại học, cao đẳng, thanh niên nông thôn có dự án khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, các cơ sở sản xuất mới đăng ký kinh doanh. Các hoạt động truyền thông tập trung vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng. Xây dựng chương trình truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp, biểu dương tôn vinh các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Để tìm kiếm và tham gia xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong sinh viên thông qua cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Khuyến khích xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp trong trường, các cơ sở đoàn, hội, hình thành cơ sở dữ liệu và kết nối ý tưởng với các nhà đầu tư tiềm năng. Thành lập hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên trong quá trình hợp tác, trao đổi thông tin, kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp khả thi của thanh niên, kêu gọi các nguồn vốn, tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp trong thanh niên, thành lập các mô hình vườn ươm thanh niên khởi nghiệp, tổ chức kết nối đối thoại, liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ tài trợ với các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, tài trợ cho thanh niên khởi nghiệp, tạo cơ hội để thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu được tham gia vào các diễn đàn khởi nghiệp khu vực, thế giới, tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp như quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư thiên thần để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và xây dựng các doanh nghiệp. Các hoạt động tư vấn hỗ trợ đối với từng đối tượng thanh niên tập trung vào các nội dung thiết thực cụ thể với sinh viên, thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ. Đặc biệt, Trung ương Đoàn thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tập đoàn kinh tế đầu tư hỗ trợ trực tiếp vào quỹ và kết nối liên thông với các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp hiện có của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức tài chính trong nước và quốc tế để hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thành công. Thành lập trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả và chuyên nghiệp. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, tiên phong khởi nghiệp, dựng xây đất nước.